Sau khi nâng cấp cho dòng xe bán tải Dimas thế hệ mới, hãng xe Isuzu tiếp tục nâng cấp với dòng xe SUV cỡ trung của hãng. Isuzu Mewis thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới được sở hữu phong cách thiết kế mới cùng với những nâng cấp. Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan trong tháng này. Sau đây, chợ xe sẽ điểm qua những điểm nổi bật có trên mẫu xe Isuzu Mewis 2021. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho chợ xe. Bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Những hình ảnh mới nhất của mẫu xe Isuzu Mewis 2021 vừa hé lộ. Thừa hưởng phong cách thiết kế từ mẫu xe bán tải Dimas, Isuzu Mewis cũng được chia sẻ chung nền tảng khung gầm và động cơ. Phong cách thiết kế trên Isuzu Mewis thế hệ mới cũng được lột xác so với thế hệ trước đó. Xe sở hữu nhiều đường nét thiết kế có phần bo tròn và mềm mại hơn ở phần càng trước và mặt ca lăng. Cụm đèn pha trên Mewis cũng được thiết kế dựa trên phong cách của Dimas, gồm những dải đèn LED vuốt ngược và sắc cạnh hơn thế hệ trước. Bộ mâm được trang bị trên Isuzu Mewis thế hệ mới có kích thước tùy chọn từ 18 đến 20 inch, đi kèm với họa tiết thiết kế mới. Tổng thể thiết kế của Isuzu Mewis thế hệ 2021 được đánh giá cao hơn so với thế hệ cũ, vốn có phần yếu thế hơn so với các đối thủ như Fortuner và Everest. Trên thế hệ mới, Isuzu Mewis 2021 được chia sẻ khá nhiều với động cơ 1.9 lít và 3.0 lít của bán tải Dimas thế hệ cũ. Động cơ dầu 3.0 lít được trang bị trên Isuzu Mewis thế hệ mới đã được tinh chỉnh lại so với thế hệ cũ. Trên thế hệ cũ, động cơ 3.0 lít này cho công suất tối đa đạt 190 mã lực tại 3.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại dải vòng tua từ 1.600 tới 2.600 vòng trên phút. Đối với động cơ dầu 1.9 lít cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm tại dải vòng tua từ 1.800 đến 2.600 vòng trên phút, đi kèm với đó là hộp số 6 cấp. Hiện tại, Isuzu đã chốt lịch ra mắt cho mẫu xe này 28 tháng 10 sắp tới tại thị trường Thái Lan. Vẫn chưa có thông tin chính xác khi nào mẫu xe này sẽ ra mắt tại Việt Nam. Mức giá mới nhất của mẫu xe này sẽ được chợ xe nhanh chóng cập nhật khi có thông tin chính xác. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho chợ xe. Bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.